bạn của ông già mình nó bao que già trên Satana, ông nói một câu vậy nè, ông nói cộng sản á, là hay tuyên truyền một cái câu á, là giết lầm hơn bỏ sót đấy, là đó là ông, Ui già mình á mới quay qua ông nói với mình á, là tại mày không có, mày lúc tao đẻ mày ra mày không có sống với chế độ cộng sản, mày không biết cộng sản nó giết lầm hơn bỏ sót. Cái tôi mới nói với ba tôi nói nè, ba nói cái câu này đúng á, nếu mà con là cộng sản á, con sẽ áp dụng cái câu đúng y như ba vậy đó. Ông hỏi tại sao, ba nói cộng sản giết lầm hơn bỏ sót không, cái sai lầm của cộng sản lớn nhất là ba biết là nó bắt được mấy mấy ông á, ba với mấy ông mà nó không chịu giết, là nó cho không đâu chịu nó giết. để cho mấy ông đi cải tạo, nó để cho mấy ông đi cải tạo, nó lấy cơm hồi lúc mà năm bảy mấy 80 á, đất nước còn nghèo á, không Vâng, có lúa gạo để ăn á, đúng, tại vì chiến nó phải quá mưu sinh sinh xa. dân của nó mà nó không nuôi, nó đi nuôi mấy ông, nó cho mấy ông ăn xong rồi bây giờ nó cho mấy ông về, còn nó còn làm giấy cho mấy ông đi HO theo diện mà của Mỹ là nhân Vâng. đạo, rồi giờ qua đây mấy ông chửi, nếu mà thời đó nó cắt cổ mấy ông luôn á thì giờ này mấy ông đâu có chửi được nữa. Bây giờ cái sai lầm lớn nhất của cộng sản là thả cho mấy ông về, mấy ông không biết gì hết, cái ông chửi tôi nữa, ông lại cứ tiếp tục chửi tôi. Ông nói chứ mày chọc tao, tao thay đầu tao, tao đứt gân máu tao chết mày mới chịu hay đâu. Tôi nói con không có chọc ba, con đang nói cái lý với ba, con nói cái sự thật mà tại vì ba không chấp nhận thôi. Chứ còn một cái nữa là con nói cho ba nghe là ba với là mấy ông bạn của ba nổ dữ lắm, nổ mà không ai chịu nói. Tôi hỏi anh chứ tôi qua Mỹ hồi năm 85 thì lúc đó tôi hỏi ông hồi xưa ba đi lính ba là chức vụ gì, thì ông nói với tôi là ông là đại quý, thì tôi chỉ biết vậy thôi. Đấy Vâng. bây giờ bốn mươi mấy năm nay ông ở ông có đánh trận nào đâu, ông có đánh trận gì đâu, cái vô thành đùng một cái ông đi đâu ông quen bạn bè người nào mà không biết, ông dẫn về nhà thì người ta mới hỏi ông chứ hồi xưa anh là cấp bậc gì, tự nhiên bốn mấy năm không đánh trận như lên đại tá đấy, từ từ đại quý lên đại tá. Cái tôi mới gặp ông tôi hỏi chứ ủa hồi đó ba nói ba đại quý mà bây giờ ba đâu có đánh trận là tự nhiên sao ba tăng cấp lên đại tá, hay là người ta phải lập công lao hay gì người ta mới lên chứ, chứ ba không có lập gì cũng lên chứ. Ông nói tao nói gì kệ mẹ tao liên can gì mày xen vô đấy, anh thấy không đó, đó Việt Nam Cộng Hòa nó cứ vậy, nó nói những cái không có thật làm sao. Rồi đó là tôi không đồng tình, có nói gì tôi cũng tình. À, thôi bây giờ mình có công chuyện phải đi rồi, thôi bây giờ mình Rồi chào anh em trên diễn đàn rồi ha. Mai Tây Sơn tại thành Rồi phố ok, Hồ rồi Chí cảm Minh. ơn anh em rồi trên diễn đàn rất là nhiều, và chúc rồi tất cả những anh em ngủ ngon. Và sẵn đây mình cũng gửi lời tới cô Rosia Phạm Hương gì vâng đó, thì mình chỉ khuyên cô đó một điều là ok, nếu cô đó đã không còn là Việt Nam và nhận ngôn ngữ tiếng Anh mình, ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chính, thì xin vui lòng Rồi. cô đừng vào diễn đàn để phá phách hoặc là chửi bới những lời lẽ tục tĩu đối với người dân Việt Nam chúng tôi. Rồi. Nó sẽ Rồi. làm mất đi Rồi. cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Rồi, Ok, và cuối cùng hoan hô, hoan hô. ok, và cuối Và cùng nói chung là mình mình rất cảm ơn những khuyên. cái lời nói rất thực lòng của Mai Tây Sơn. Đấy là lời nói thực lòng chứ Ok. không cần phải bưng bô, không chẳng cần phải nói tốt cho cộng sản gì cả. Yeah. Mình chỉ cần nói thật là được. Mình lên đây mình nói thật chứ mình cũng chẳng có bưng bô bưng ấy gì cả. Với lại mình cũng khuyên á, là Hương Phạm á, là nếu bạn có những ý kiến đóng góp gì hay, bạn có thể lên diễn đàn, bạn nói. Đúng Ok, chứ không phải là bạn lên đây để mà bạn chửi hoặc là bạn nói những lời thô tục đến anh em. Còn nếu mà bạn nói là tại sao những anh em cộng sản chẳng hạn như là Thái Ngọc Nhiên, Ngọc Hiếu hay là Hà My lên chửi thề bậy bạ đồ này nọ, thì trước khi bạn nói câu này thì bạn nên suy nghĩ lại là nếu các bạn không chửi người ta trước thì ai chửi các bạn làm gì? rồi. Cái Chơi gì làm cũng cái vậy, gì? nó có lửa phải có khói, chứ không phải là tự nhiên người ta lên, người ta là cũng là người dân, người ta đi ăn, người ta đi làm, người ta đi mọi thứ, người ta đâu có rảnh thời gian lên đây mà chửi mấy 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 người. Nhưng mà tại vì mấy người chửi người ta, mấy người xuyên tạc về đất nước người ta, nếu các người đừng đụng chạm gì tôi, đất nước người ta, các người ở bên Mỹ rồi, các người an thân an phận rồi, gia đình và con cái các người đã sống ở Mỹ rồi, thì các người yên phận, các người không có làm gì được cho đất nước thì các người nên ngồi im để cho đất nước người ta phát triển, chứ các người không cần phải sửa chửi hay là các người phải xuyên tạc để cho một đất nước nó rối rắm lên, và các người á, ở bên đây các người ngồi cười, các người đâu có mất cái gì đâu, các người làm như vậy để làm cái gì? Bởi vậy cái chân thành của mình gửi tới Rosia Hương Phạm đó là mình mong bạn cũng là ở bên Mỹ này, bạn mình cũng là người con của Việt Nam Cộng Hòa, và mình không biết bạn có phải người con của Việt Nam Cộng Hòa không, đó là mình không biết, nhưng mà mình mong bạn hãy suy nghĩ lại, ok, và bạn phải nên hiểu một điều là ok, dù gì bạn đi khắp bốn bể năm châu, bạn học tiếng Anh giỏi cỡ nào, bạn là người nói tiếng Anh lưu loát bao nhiêu ngôn ngữ đó là chuyện của bạn, nhưng mà khi bạn bước vô diễn đàn Việt Nam, bạn muốn người ta hiểu bạn nói cái gì và bạn muốn người ta thông cảm với bạn điều gì thì bạn phải biết tiếng mẹ đẻ của mình. Còn nếu mà bạn cảm nhận là cái tiếng Việt không còn là tiếng mẹ đẻ của bạn nữa thì xin vui lòng bạn rời khỏi diễn đàn và đừng bao giờ giác mặt lên diễn đàn này, tại vì người Mỹ không bao giờ vô diễn đàn mà chống phá đất nước của chúng ta. Rất là nhiều. Ok, Đúng chào ạ, anh em trên rồi diễn đàn rồi và chúc tất rồi cả những anh em trên diễn đàn ngủ ngon.
Rồi Ok xin rồi, thôi xin mình xin chào, bye bye các bạn. rồi xin chúc Mai Tây Sơn có buổi làm việc vui vẻ. Rồi ok, rất cảm ơn. Dạ, cảm ơn bạn.